Kinh doanh hiện không tốt ở thời điểm hiện tại. Trên thực tế là đây là thời điểm tệ nhất cho việc kinh doanh khoảng cả thập kỷ này, nhiều thập kỷ. Nhiều những cái doanh nghiệp đã đi đến cái đã nhiều doanh nghiệp đã dẫn đến phá sản bởi vì là khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngay cả những cái doanh nghiệp có tiếng như là những cái công ty về xe ô tô hay là điện đều trải qua cái thời kỳ tồi tệ. Nhiều những cái doanh nghiệp nhỏ nhiều 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 những doanh nghiệp nhỏ ngừng hoạt động, thật là xấu hổ, bởi vì là cuộc sống bị hủy hoại. Rất nhiều những doanh nghiệp thực sự phải con đó là sự chiến đấu, là những cuộc chiến đấu thực sự để sống sót. Tôi thực sự tôn trọng những người mà cố gắng, những người cố gắng thực hiện công việc kinh doanh. Tôi không có cái nhiều cái về cái quan ý thức, cái quan niệm về kinh doanh. Tôi không biết bắt đầu từ đâu để mở cái doanh nghiệp của riêng mình. Tôi cho rằng điều tốt nhất đó là nhìn vào những cái doanh nghiệp khởi đầu trên internet, những cái doanh nghiệp online có thể sẽ tốt, nó dường như là ít rủi ro hơn. Business isn't so good at the moment. In fact, it's the worst time for businesses for decades. Many businesses are going to bust because of the global financial crisis. Even some businesses like the car industry and electronics are going through a really bad time. Many small businesses have gone out of business. It's a real shame because so many lives are being ruined. With a lot of businesses, it's a real fight for survival. I really respect people for trying to make a go of their business. To have much business sense, I wouldn't know where to start in opening my own business. I suppose the best thing would be to look at the business startups on the internet. An online business might be good. There seems to be less risk. Calories. Cái gì con? Calories. Bạn đã từng nghĩ hay lo lắng về cái lượng calo mà bạn ăn uống mỗi ngày chưa? Nó không thực sự là cái thứ mà tôi nghĩ về khi mà tôi còn trẻ. Nhưng bây giờ tôi phải nghĩ về cái lượng calo này vào cơ thể. Tôi đang tăng cân và cần phải cẩn thận với những gì mà tôi ăn. Điều này thật là khó khăn bởi vì tất cả những cái đồ ăn ngon nhất thì đều có cái lượng calo nhiều nhất. Tôi đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Nếu tôi tập thể dục nhiều, tôi có thể ăn những gì mà tôi muốn và không phải lo lắng về calo. Tôi đốt cháy 500 calo khi mà tôi chạy bộ khoảng 1 giờ. Điều đó có nghĩa là điều này có nghĩa là tôi có thể ăn cái pizza trắng và tráng miệng, món tráng miệng và không cảm thấy tội lỗi. Tôi ước là có nhiều thông tin hơn về calo ở trong nhà hàng. Điều này sẽ dễ dàng cho tôi để biết được là cái tôi ăn cái gì và tránh cái gì.
Do you ever think about or worry about the number of calories you eat and drink every day? It's not really something I thought about when I was younger, but now I have to think about my calories intake. I'm putting on weight and so need to be more careful with what I eat. This is difficult because all of the yummiest food has the most calories. I found an answer to this problem. If I do lots of exercise, I can eat what I want and not have to worry about calories. I burn off 500 calories when I jog for an hour. This means I can have a pizza and dessert and not feel guilty. I wish there was more information about calories in restaurants. It would make it easier for me to know what to eat and what to avoid. By dog. Okay. Có một cái cô nói tiếng Anh nói rằng là chó là một chó là người bạn tốt nhất của con người. Điều này đúng đối với nhiều người, kể cả đàn ông và phụ nữ. Hầu hết mọi người mà tôi biết đều yêu thích chó. Chúng khá là làm động vật khá là chúng thông minh và hay giúp đỡ. Những con chó thực sự là thành viên của gia đình. Nếu bạn có một con như là thú cưng, tôi nghĩ chó rất là hữu ích. Chúng giữ nhà, chúng sủa nếu có người lạ đến gần nhà bạn, và chúng sẽ tha dép, đem dép cho bạn. Không phải là tất cả những con chó đều là tốt, có nhiều con rất là nguy hiểm. Tôi cảm thấy buồn khi mà tôi đọc những tờ báo về những đứa trẻ bị tấn công bởi một con chó. Những người chủ thì cần phải huấn luyện chúng nhiều hơn, tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy buồn khi mà tôi đọc về những cái con chó bị bỏ rơi. Mọi người muốn một con chó như là một thú cưng thì nên nhiều người nên nhận những con chó bị bỏ rơi. There's an old English saying that says a dog is a man's best friend. This is true for many people, men and women. Most people I know love dogs. They are really cool animals. They are intelligent and very helpful. Dogs are a real member of the family if you have one as a pet. I think dogs are very useful. They keep you company. They bark if a stranger comes near your house, and they fetch your slippers. Not all dogs are nice, though. Some are dangerous. I get sad when I read in the paper about children being attacked by a dog. Owners need to train them better. I also get sad when I read about abandoned dogs. People want a dog as a pet should get an abandoned one. Bài fast food, đồ ăn nhanh. Ừ.
Bạn có thích đồ ăn nhanh không? Rất nhiều người phàn nàn về nó, nhưng mà tôi nghĩ đa số luôn xuống đều khá là ngon. Nếu như bạn đến một trong những cái chuỗi thức ăn nhanh toàn cầu giống như là McDonald's hay là Kentucky, tôi nghĩ ở trong thế giới ngày nay thì rất khó để mà tránh việc ăn những đồ ăn nhanh, nhà hàng đồ ăn nhanh. Chúng là tiện lợi và dường như ở khắp mọi nơi. Tất nhiên là chúng không giống như là một cái nhà hàng thực sự. Tôi cho rằng là tôi tự hỏi liệu chúng có phải là nhà hàng không. Không không hề có bồi bàn. Bằng cách nào đó thì cái điều quan trọng nhất để nhớ về đồ ăn nhanh đó là nó không khỏe mạnh, không lành mạnh. Mọi người ăn ăn chúng mỗi ngày thì sẽ gây những cái nguy cơ về vấn đề về sức khỏe. Tôi không hiểu tại sao trường học lại phục vụ đồ ăn nhanh trong giờ ăn trưa. Những trường học nên khuyến khích học sinh ăn uống lành mạnh. Nếu bạn có thời gian thì hãy xem những một cái trang web về đồ ăn chậm. Do you like fast food? Lots of people complain about it, but I think a lot of it's quite tasty. As long as you go to one of international chains like McDonald's or Kentucky, I think it's in today's world, it's difficult to avoid eating in fast food restaurants. They are so convenient and seem to be everywhere. Of course, they are not the same as real restaurants. I wonder if they are restaurants. There aren't any waiters. Anyway, the most important thing to remember about fast food is that it isn't so healthy. People who eat it every day develop health problems. I don't understand why schools serve fast food during lunchtime. Schools should encourage students to eat healthily. If you have time, look at a website on slow food. By gangster xã hội đen. Ok. Khi tôi còn một đứa trẻ thì tôi nghĩ xã hội đen rất là ngầu. Tôi thích xem những cái phim về xã hội đen. Al Capone gần như là một anh hùng đối với tôi. Tôi luôn luôn muốn những cái xã hội đen trong phim trốn thoát khỏi cảnh sát. Những bộ phim làm cho xã hội đen trở nên giống như là những anh hùng. Bây giờ thì tôi đã lớn già rồi. Tôi nghĩ là thật là sốc. Làm thế nào mà họ có thể tán dương cái cuộc sống của xã hội đen. Tất nhiên là chúng ta đều biết xã hội đen là nguy hiểm. Họ đều dính líu đến nhiều cái tội ác. Họ bán ma túy, bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ buôn bán trẻ em và điều hành những cái đường dây mại dâm. Rất nhiều nhiều những cái xã hội đen thì kiểm soát cả những nhà chính trị gia và cảnh sát. Trên thực tế là nhiều quốc gia trên thế giới, những cái xã hội đen nó lại trở thành những nhà chính trị gia. Điều buồn cười là ngay cả bây giờ thì khi mà tôi nhìn xem những cái bộ phim về xã hội đen, tôi vẫn nghĩ xã hội đen là một người tốt, là người tốt. Đó là
When I was a kid, I thought gangsters were really cool. I loved watching gangster movies, and Capone was almost like a hero for me. To me, I always wanted the gangster to escape from the police. Movies made gangsters look like heroes. Now I'm older. I think that shocking. How can they glamorize the life of gangsters? Of course, we all know gangsters are dangerous. They are involved in many crimes. They sell drugs, traffic children, and run prostitution rings. Many gangsters control politicians and policemen. In fact, in many countries around the world, gangsters become politicians. The funny thing is, even now, when I look at gangster movies, I still think the gangster is the good guy. That's a little worrying. Đến từ customer, khách hàng. Customer. Vâng. Đâu rồi? Gần hết đúng không? Vâng. Rồi. Cái khách hàng đó lại quay trở lại phàn nàn nữa. Tại sao bạn không gọi cho dịch vụ khách hàng? Họ là cái khách hàng tiềm năng của chúng tôi. Hãy gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng để cầu sự giúp đỡ. Chúng tôi đều trân trọng khách hàng, đánh giá cao khách hàng. Nếu bạn muốn thu hút nhiều khách hàng hơn thì hãy thử quảng cáo ở trong những cái trang địa phương. Mình ông bình tĩnh nói chuyện với khách hàng và nói một điều mà không thay đổi, đó là cái cam kết đối với khách hàng của chúng tôi. Anh ta là một khách hàng khó tính. Anh ta là một trong những khách hàng thường xuyên nhất. Cô ấy kỹ năng cao về việc đối mặt, giải quyết những cái khách hàng khó tính. Từ khi bởi vì không có khách hàng nên chúng tôi đóng cửa hàng sớm. Anh ấy là khách hàng lawyer. Lawyer. Sao con? Đây á. Vâng. Trung thành. Vâng. That customer came back to complain again. Why don't you call customer service? They are our potential customers. Please call customer service for help. We value our customers. If you want to attract more customers, try advertising in the local paper. The man calmly talked to his customers. One thing that won't change is our commitment to our customers. He is a tough
customer. He is one of our most frequent customer. She is highly skilled at dealing with difficult customers. Since there were no customers, we closed the shop early. He is a loyal customer. The cat. Bạn muốn cắt tóc như thế nào? Tôi cần một cái con dao sắc để mà cắt chúng ra. Cô ấy cắt sandwich ra thành tam giác. Bạn đã cắt tóc ở đâu thế? Cô ấy đã cái quảng cáo ra khỏi tờ báo. Tôi cần cái kéo để cắt tờ giấy này. Bạn đã cắt tóc ở đâu thế? Chúng tôi đang cố gắng cắt giảm những cái chi phí. Tôi cần một cái kéo để cắt từ đấy. How do you want your hair cut? I need a sharp knife to cut them out. She cut the sandwiches into triangles. Why did you get your hair cut? He cut the advertisement out of the newspaper. I need a pair of scissors to cut this paper. Where did you get your hair cut? We are trying to cut down expenses. I need a pair of scissors to cut this paper. Đang là câu này à? They cut out on the same scenes. The doctor advised him to cut down on drinking. Từ cycle đạp xe. Xe đạp. Em không biết là vợ ông đấy không? Ngày. Có. Thường thường là tôi sẽ làm xe đạp hoặc là đi xe buýt đi làm. Mỗi một sản phẩm đều có một vòng đường. Việc đạp xe lên cái ngọn đồi kia không phải là một ý tưởng hay. Usually I cycle or get the bus to work. Every product has a life cycle. Cycling up that hill is not a good idea. The dad, bố. Mẹ của tôi nhỏ hơn bố tôi 2 tuổi. Cái tòa nhà đó là nơi bố tôi làm việc. Bạn có biết bố của tôi không? My mom is 2 years younger than my dad. That's the building where my dad works. You don't know my dad, do you? Daily nhá, cho ông một. Daily. Hàng ngày. Chứ là hãy nói cho tôi nghe về cái hoạt động hàng ngày của bạn. Nhà hàng mở cửa hàng ngày, ngày nào cũng mở ngoại trừ chủ nhật. Hãy uống 3 viên thuốc mỗi ngày sau bữa ăn. Tôi cảm thấy mệt với cái thói quen hàng ngày.
Bảo tàng mở cửa hàng ngày lúc hàng ngày suốt xuyên suốt năm. Tôi chán ngấy với cái thói quen hàng ngày của mình. Luyện tập thể dục là một phần của thói quen hàng ngày của bạn. Anh ấy luyện tập yoga hàng ngày. Tell me about your daily activities. The restaurant is open daily except Sunday. Take 3 pills daily after meals. I am getting tired of the daily routine. The museum is open daily throughout the year. I'm fed up with my daily routine. Make exercise a part of your daily routine. He practices yoga daily. Damage. Tổn thất. Cơn bão đã gây ra nhiều thiệt hại. Mùa mà đã bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão. Anh ấy đề nghị trả bồi thường những thiệt hại. Cái tòa nhà đó bị thiệt hại nặng nề bởi hỏa hoạn. Mái nhà bị thiệt hại bởi cơn bão. Cơn bão đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Thiệt hại không thể nào được khắc phục. Cái thiệt hại tồi tệ như thế nào? Hút thuốc có thể gây ra những cái thiệt hại nghiêm trọng sức khỏe của bạn. Tôi không nghĩ có bất kỳ cái thiệt hại đáng kể nào. Cái cơn bão không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Listen. The storm caused a lot of damage. The crops were badly damaged by the storm. I offered to pay for the damages. The building was heavily damaged by fire. The roof was damaged by the storm. The storm caused a lot of damage. The damage cannot be undone. How bad is the damage? Smoking can seriously damage your health. I don't think there's any significant damage. The storm didn't cause any damage. Từ dam ẩm ướt. Hãy lau cửa sổ với một cái miếng vải ướt. Đấy, cái giấy ướt. Trường này là ẩm ướt và lạnh, phải không? Đừng có để cái khăn ướt vào trong túi. Cái thời tiết ẩm ướt ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy. Clean the window with a damp cloth. It is damp and cold today, isn't it? Don't put that damp towel into the bag. The damp weather affects his health. Dance. Nhảy. Tại sao bạn không đi nhảy? Một vài cặp đôi đã ở trên sàn nhảy. Bạn có muốn nhảy với tôi không? Ai là bạn nhảy cặp bạn thế? Ai là người đã dạy bạn
Này, why don't we go dancing? Several couples were on the dance floor. Would you like to dance with me? Who is your dance partner? Who taught you how to dance? Dancer, dancer. Tôi muốn trở thành một cái vũ công ballet. Cô ấy làm vũ công chuyên nghiệp. Tôi muốn trở thành vũ công giỏi nhất trong cái lớp. I want to become a I want to become a ballet dancer. She is a professional dancer. He wants to be the best dancer in his class. Heather. Danger là ngắn. Tôi sợ rằng bạn đang gặp nguy hiểm. Anh ấy là một cái nguy hiểm với xã hội. Tôi hoàn toàn không nhận thức được nguy hiểm. Những nguy hiểm là bạn đang à, chúng ta đang đối mặt là gì? Câu tiếp theo. Hết rồi con. Hết rồi. Thế mà dangerous à? Hết rồi, hết rồi. Ừ. Ok, em đang học nhắn tin chị nhá. Vâng. Bye. Bye chị.